Tai nghe 7F2 Plus, tai nghe không dây chất âm tuyệt hảo, giá trị 450.000, được thiết kế để phù hợp với phong tài của người Việt. F2 Plus đeo rất êm và nhẹ, thích hợp để vận động thể thao, sử dụng Bluetooth 5.3 mới nhất, kết nối nhanh và ổn định, thời lượng pin lên đến 20 giờ, sạc một lần đủ nghe cả tuần, chất âm tốt trong tầm giá, ưu đãi dành riêng cho người xem hiểu rõ trong 5 phút, tặng cắp sạc 2-1 trị giá 150.000 ở dưới phần bình luận. Xin chào các bạn. Nga liên tiếp phá hủy các hệ thống vũ khí hiện đại mà phương Tây cung cấp cho Ukraine. Chiến lược mới của Moscow đã đem lại kết quả trong khi Ukraine rơi vào tình thế nước sôi lửa bỏng, khi viện trợ từ phương Tây ngày càng trở nên nhỏ giọt. Nga nhắm vào vũ khí phương Tây ở Ukraine. Trong khi khoảng 2 tuần qua, lực lượng Ukraine tuyên bố đã phá hủy một số xe tăng Abrams và xe chiến đấu bộ binh Bradley do Ukraine vận hành, cũng như hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS do Mỹ viện trợ cho Kiev. Nga đã vài lần tuyên bố phá hủy hệ thống HIMARS sau khi chúng được chuyển đến Ukraine vào mùa hè năm 2022. Những đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội đầu tháng này dường như là lần đầu tiên xác nhận việc Ukraine mất hệ thống HIMARS. Bộ Quốc phòng Nga ngày 13 tháng 3 công bố đoạn phim cho thấy một cuộc tấn công bằng bom chùm vào các trực thăng vận tải của Ukraine ở Donetsk. Hai trong số 3 chiếc trực thăng đã bị phá hủy. Trước đó, ngày 9 tháng 3, hai hệ thống Patriot cũng nằm trong số những vũ khí bị phá hủy trong cuộc không kích bằng tên lửa Iskander của Nga ở Donetsk. Patriot là một trong những hệ thống vũ khí hiện đại nhất Washington đã cung cấp cho Kiev cho đến nay. Theo số liệu của Bộ Quốc phòng Nga tính đến ngày 11 tháng 3, lực lượng Nga đã phá hủy ít nhất 3 xe tăng Abrams do Ukraine vận hành. Những chiếc xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất cũng chịu chung số phận như xe tăng Leopard và Challenger 2 mà phương Tây đã cung cấp cho Ukraine trước đó. Ông Igor Korochenko, tổng biên tập tạp chí quốc phòng của Nga nói rằng không có phương tiện bọc thép phương Tây nào là bất khả xâm phạm trước vũ khí Nga. Cho rằng dù các nước phương Tây có thừa nhận hay không thì Ukraine chính là nghĩa địa của các vũ khí tiên tiến của NATO. Giới chuyên gia cho rằng các cuộc tấn công của Nga vào các hệ thống vũ khí hiện đại do phương Tây cung cấp cho Ukraine cho thấy Moscow đang thích nghi với chúng. Nó cũng cho thấy những lỗ hổng trong kho vũ khí phụ thuộc vào phương Tây của Ukraine. Ông Frederic Merton, nhà phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Hague cho biết, có vẻ như phía Nga đã rút ra bài học và thích ứng trên chiến trường. Theo ông Merton, việc tấn công nhanh chóng các hệ thống vũ khí quan trọng của Ukraine sau khi xác định được vị trí của chúng là một phần quan trọng của chiến tranh hiện đại và sẽ thật kỳ lạ nếu Nga không làm như vậy sau 2 năm kinh nghiệm. Chiến lược mới của Nga, Ivan Stopas, cựu quan chức cơ quan an ninh Ukraine và từng là cố vấn cho Ủy ban An ninh, Quốc phòng và Tình báo của Quốc hội Ukraine cho biết thêm, Nga đã triển khai các chiến lược mới trên chiến trường và chúng đã chứng tỏ được hiệu quả. Các máy bay không người lái trinh sát của Nga liên tiếp tuần tra trên khắp chiến trường và tiếp cận từ phía sau phòng tuyến của Ukraine. Chúng ngay lập tức truyền dữ liệu mục tiêu Ukraine cho các đơn vị tên lửa của Nga. Tên lửa của Nga có thể tấn công những mục tiêu đó chỉ trong vòng vài phút. Và Marina Myron, một nhà nghiên cứu thuộc khoa nghiên cứu chiến tranh tại King College London cho rằng, Nga đã cải thiện khả năng tình báo, giám sát và trinh sát thông qua việc tận dụng các hệ thống tác chiến điện tử cũng như máy bay không người lái. Bên cạnh đó, Moscow cũng đã cải thiện độ chính xác của tên lửa, cũng như những yếu tố khác góp phần vào thành công gần đây của Nga. Theo bà Myron, Nga đã có thể nắm được quyền kiểm soát bầu trời nhất định để triển khai các loại tên lửa mới mà Ukraine khó đánh chặn. Việc Ukraine thiếu các hệ thống phòng không trên mặt đất cũng góp phần dẫn đến điều này. Nga đã đạt được những bước tiến về phía Tây trong những tháng gần đây, bao gồm cả việc kiểm soát thành phố chiến lược Avdiivka ở Donetsk vào giữa tháng 2. Ukraine vẫn đang chật vật chặn đà tiến của Nga trong bối cảnh thiếu cả vũ khí và nhân lực. Theo bà Myron, những loại xe tăng như Abrams chỉ mới được đưa ra tiền tuyến gần đây vì Ukraine đã giữ chúng lại do những hạn chế của Kiev trong khả năng ngụy trang cho thiết bị quan trọng. Thực tế, xe tăng hạng nặng của phương Tây cũng không phù hợp với địa hình lầy lội trên khắp Ukraine. Tuy nhiên, tình hình chiến trường thay đổi buộc Ukraine phải sử dụng những thiết bị cụ thể của phương Tây khi Nga tiến hành các cuộc tấn công trên toàn chiến tuyến. Những yếu tố trên kết hợp với nhau đã đem lại cơ hội cho Nga để phá hủy các hệ thống vũ khí mà phương Tây cung cấp cho Ukraine. Trong khi đó, Ukraine bị đẩy vào tình thế nước sôi lửa bỏng khi vừa thiếu nhân lực vừa thiếu vũ khí để đối phó với lực lượng Nga giữa lúc viện trợ từ phương Tây ngày càng nhỏ giọt. Ngành công nghiệp quốc phòng trong nước không thể đáp ứng nhu cầu chiến trường của Ukraine, trong khi Kiev phụ thuộc nhiều vào nguồn viện trợ của phương Tây. Gói viện trợ bổ sung của Mỹ cho Ukraine vẫn đang bế tắc tại Quốc hội. Lầu Năm Góc ngày 12 tháng 3 đã công bố gói viện trợ trị giá 300 triệu đô la cho Ukraine, nhưng khoản tiền này chỉ có thể lấp khoảng trống trong ngắn hạn. Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Paul Schreider nhấn mạnh, gói viện trợ của Bộ Quốc phòng Mỹ cung cấp các khả năng khẩn cấp cho lực lượng Ukraine, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Cách duy nhất để đáp ứng nhu cầu chiến lược của Ukraine là Quốc hội Mỹ nhanh chóng thông qua gói viện trợ bổ sung.
Thế nhưng khi vũ khí trang bị còn chưa đủ, Ukraine lại tiếp tục đứng trước làn danh mới khi nhiều khả năng quân đội một số nước phương Tây đã sẵn sàng được điều chuyển tới. Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron hôm qua ngày 16 tháng 3 tiếp tục khẳng định có thể sẽ xem xét các việc đưa quân vào Ukraine vào một thời điểm nhất định trong tương lai, đồng thời nhấn mạnh nước Pháp cần phải chuẩn bị cho mọi kịch bản. Trả lời nhật báo người Paris Le Parisien, sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh tam giác Weimar cùng các lãnh đạo Đức và Ba Lan, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron một lần nữa khẳng định có lẽ đến một lúc thời điểm nào đó, dù không muốn, nhưng phương Tây sẽ cần phải tiến hành các hoạt động trên bộ dưới bất kể hình thức nào để ngăn cản quân đội Nga. Nhà lãnh đạo nước Pháp nhấn mạnh việc đưa quân vào Ukraine đang được nhiều nhà lãnh đạo châu Âu khác cân nhắc. Mặc dù không nêu cụ thể, nhưng theo tờ Người Paris, ông Macron đang muốn nói đến các nước Baltic, Ba Lan và Séc khi lãnh đạo các nước này gần đây liên tục có những tuyên bố không loại trừ việc thảo luận thêm về vấn đề này. Nói về sự phản đối của Đức, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng nước Đức theo đuổi chiến lược thận trọng, không can thiệp cũng như giữ khoảng cách với vũ khí hạt nhân. Theo ông Macron, mô hình của Đức rất khác với Pháp, bởi Pháp là nước sở hữu vũ khí hạt nhân và đã duy trì, củng cố lực lượng trong lĩnh vực này. Người đứng đầu nước Pháp nhấn mạnh, sức mạnh của Pháp là có thể làm mọi điều mình muốn, không e ngại sự răn đe từ Nga và Pháp đang chuẩn bị cho mọi kịch bản. Trước đó, Hội nghị thượng đỉnh tam giác Weimar, Pháp, Đức và Ba Lan thống nhất ủng hộ và tăng cường viện trợ cho Ukraine. Trong khi đó, Ngoại trưởng Italia Antonio Tajani cảnh báo việc triển khai quân của NATO tới chiến trường ở Ukraine có thể dẫn đến một cuộc xung đột toàn cầu, thực chất là cuộc chiến tranh thế giới thứ ba. Ông Tajani đã loại trừ bất kỳ khả năng về kịch bản Italia sẽ triển khai quân tới chiến trường để hỗ trợ cho Ukraine trong xung đột với Nga. Tôi nghĩ rằng NATO không nên đưa quân tới Ukraine. Nó sẽ là một sai lầm. Chúng tôi cần giúp Ukraine tự vệ, nhưng việc đưa quân vào nước này để tiến hành cuộc chiến chống lại Nga đồng nghĩa với nguy cơ xảy ra thế chiến thứ ba, Ngoại trưởng Italia cho hay. Khi được hỏi về việc các quốc gia NATO khác gửi quân tới hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, đặc biệt là Pháp, ông Tajani cho biết ông hy vọng điều đó không xảy ra. Tuyên bố của Ngoại trưởng Tajani được đưa ra khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron liên tục nhắc đến chủ đề gửi binh sĩ phương Tây tới Ukraine. Tổng thống Pháp Macron mô tả Nga là đối thủ của Pháp, đồng thời nhấn mạnh rằng Paris không gây chiến với Nga mà chỉ ủng hộ Kiev trong cuộc xung đột. Về khả năng triển khai quân tới Ukraine, ông Macron đã từ chối đưa ra thông tin cụ thể, nhấn mạnh rằng ông muốn duy trì sự mơ hồ về mặt chiến lược và bởi vì những lý do của riêng mình. Ông Macron cũng tuyên bố Ukraine phải giành lại quyền kiểm soát tất cả các vùng lãnh thổ mà nước này từng nắm giữ, bao gồm cả bán đảo Crimea, nếu không sẽ không thể có hòa bình lâu dài. Được biết, bán đảo Crimea đã sáp nhập vào Nga từ năm 2014. Bán đảo này không chỉ có giá trị biểu tượng mà còn có tầm quan trọng về mặt chiến lược, đóng vai trò là trung tâm hậu cần, trung tâm của Nga cho lực lượng quân sự của nước này ở miền nam Ukraine. Thời gian gần đây, Ukraine đã gia tăng các cuộc tấn công vào Crimea. Người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine Kirill Budanov ngày 11 tháng 3 tuyên bố, các cuộc tấn công gần đây của Kiev vào Crimea đang mở đường cho một chiến dịch nghiêm túc trên bán đảo này. Các vùng Donetsk, Lugansk cùng Zaporizhia và Kherson trước đây của Ukraine đã sáp nhập vào Nga từ cuối năm 2022 sau các cuộc trưng cầu dân ý cuối năm 2022. Nga nhiều lần nhấn mạnh chủ quyền đối với Crimea và các vùng lãnh thổ khác sẽ không được đem ra để đàm phán. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.